4 ngôi sao đâu, đó là trạm vũ trụ đấy, trạm vũ trụ quốc tế. Có một nguyên tắc khá thực tế là nếu một vệ tinh di chuyển ở độ cao khoảng 300 km so với mặt đất, chúng ta có thể nhìn thấy nó di chuyển được khoảng 1 km vuông bằng mắt thường. Trạm vũ trụ quốc tế có 8 tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm dài 70 mét. Vì thế, bằng mắt thường, chúng ta có thể nhìn thấy nó từ trái đất một cách rất rõ ràng. Đó là gì vậy? Vẫn là trạm vũ trụ không gian. Nó đã đi khỏi khu vực trên đầu chúng ta và di chuyển tới đằng kia. Các cháu có nhìn thấy nó vẫn đang di chuyển chậm chạp không? Giống như nhiều vệ tinh khác, chúng ta có thể nhìn thấy trạm vũ trụ ISS trong khoảng vài phút trước khi nó biến mất vào chân trời. Cô nghĩ nó đã đi rồi. Nó đi đâu rồi? Chán thật. Không sao mà, ít ra cháu đã nhìn thấy nó. Vào những năm đầu tiên ra đời vệ tinh, sự biến mất này làm các kỹ sư và những người kiểm soát thấy hụt hẫng giống như các cô gái nhỏ. Bởi vì điều đó nghĩa là tín hiệu đã bị mất khi vệ tinh bay tới một phần khác của trái đất. Để duy trì tín hiệu liên tục, các vệ tinh cần ở vị trí thẳng với điểm cố định tại trái đất. Vậy làm thế nào để giữ một vệ tinh có quỹ đạo luôn bay trên một điểm cố định ở trái đất khi mà hành tinh của chúng ta luôn quay? Dường như điều này rất đơn giản. Bạn chỉ cần làm chậm tốc độ vệ tinh xuống cho đến khi nó ở trên điểm bạn muốn. Nhưng thật không may mắn, nó khó hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Để minh họa cho các bạn, tôi sẽ sử dụng chiếc đu quay gỗ chạy theo vòng tròn này. Giả sử đây là trái đất đang quay quanh trục. Và đây là vệ tinh Mercury di chuyển theo quỹ đạo của nó. Nếu cô ấy bắt đầu làm nó chậm lại, để ở trên một nơi nào đó, cô ấy không thể di chuyển đủ nhanh để ở trong quỹ đạo, vì thế cô ấy di chuyển theo đường xoắn ốc tới trái đất, và thậm chí có thể làm cháy không khí. Có một giải pháp. Khi tôi càng đi xa khỏi trái đất, ảnh hưởng của trọng lực càng yếu và khả năng nó hút tôi lại trái đất càng nhỏ hơn. Có một vị trí đặc biệt nơi lực hút của trái đất rất yếu, vì thế tôi có thể dễ dàng di chuyển chúng vào quỹ đạo, nhưng cũng đủ chậm để phù hợp với tốc độ của điểm duy nhất trên bề mặt trái đất phía dưới. Các nhà khoa học đã tính toán rằng vị trí này nằm cách trái đất gần 36.000 km. Ở quỹ đạo này, vệ tinh luôn ở trên một điểm cố định tại trái đất. Vệ tinh ở đây trong một quỹ đạo địa tĩnh, và khi lần đầu tiên điều này được thực hiện, nó đã tạo ra một cuộc cách mạng, bởi vì bây giờ, bất cứ là ngày hay đêm, các vệ tinh có thể phát tín hiệu thông tin trở lại mặt đất. Điều này dẫn đến sự ra đời của các vệ tinh thông tin. Nó có nghĩa là chỉ với vài vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh, bạn có thể phát tín hiệu xung quanh hành tinh, phát thông tin tới hầu hết mọi người. Vệ tinh đầu tiên tiếp sóng tín hiệu TV là vệ tinh Telstar vào năm 1962. Chúng tôi đang ở đây, trong một quán bar. Đó là gương mặt một người đàn ông, chính xác là vậy. Cuộc phát sóng đầu tiên chỉ kéo dài 19 phút. Nhưng trong vòng vài năm, chỉ có một mạng lưới vệ tinh điện tĩnh tồn tại. Thông tin có thể được phát bất cứ lúc nào hoặc ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Cuối cùng, khi có nhiều vệ tinh hơn, TV và điện thoại sẽ có mặt khắp toàn cầu, một suy nghĩ gây bất ngờ cho mọi người. Ngày nay, gần 200 vệ tinh thông tin đang phát tín hiệu trở lại trái đất. Hầu hết chúng nằm trong quỹ đạo địa tĩnh. Nhưng việc duy trì quỹ đạo cách trái đất 35.786 km không hề dễ dàng. Các vệ tinh thường có xu hướng trôi đi. Vậy nên, để giữ chúng ở đúng quỹ đạo, bạn cần một công nghệ có thể tác động vào đỉnh của nó bằng tên lửa Saturn V.
một loại tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay. Nhưng không phải tất cả động cơ đẩy tên lửa đều cần phải như thế. Để đưa một vệ tinh giống như kính viễn vọng James Webb vào một quỹ đạo, bạn cần một công nghệ động cơ đẩy có tính chính xác cao hơn nhiều. Tại đây, các kỹ sư của Viện Công nghệ Massachusetts, những chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật động cơ đẩy, đã đưa chính họ tới một chân trời mới của sự chính xác. Trong phòng thí nghiệm này, họ nghiên cứu ra cách tái tạo điều kiện không gian không có ma sát bằng cách dùng một cái mặt bàn và các vệ tinh thu nhỏ được gọi là spheres. Chúng tôi sử dụng những khoang không khí nhỏ này mục đích hỗ trợ sức nặng của vệ tinh, và khi chúng ta bật cái van nhỏ ở đây, không khí sẽ đi ra khỏi những khối cầu này. Trông chúng rất giống những quả bóng khúc côn cầu và cái bàn chơi khúc côn cầu không khí, trừ một điều là không khí đi ra từ những quả bóng này và vệ tinh sẽ trôi xung quanh bề mặt. Những động cơ đẩy siêu nhỏ trên khối cầu bắn ra carbon dioxide được nén. Khí carbon dioxide không màu, nhưng những sợi dây kim tuyến sẽ cho biết khi nào hệ thống bên trong sẽ khai hỏa, đốt cháy động cơ đẩy. Và giống như trong không gian, vệ tinh của bạn sẽ phóng theo hướng ngược lại, nhưng không gì có thể ngăn được nó. Khác hẳn khi nó khó khăn ở trong không gian ba chiều. Họ đã kiểm tra những khối cầu trong khoang tàu của trạm vũ trụ quốc tế. Nó cho thấy những động cơ đẩy của chúng rất chính xác. Những khối cầu có thể bay theo đội hình gần. Tiếp theo là tạo ra vệ tinh có thể làm điều này trong quỹ đạo mở. Khả năng giữ vệ tinh tại một vị trí và biết chúng đang di chuyển đến đâu giờ đây vô cùng chính xác. Nhưng có một hiệu ứng bên lề đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể biết chính xác vị trí của chúng. Câu chuyện quay trở lại vào năm 1957, không lâu sau khi vệ tinh Sputnik được đưa vào quỹ đạo. Thông thường, âm thanh của bất kỳ đồ vật nào có thể thay đổi ngay khi nó di chuyển qua chúng ta. Khi vệ tinh Sputnik bay vào quỹ đạo, các nhà khoa học Mỹ nhận ra rằng có thể xác định vị trí của vệ tinh bằng cách lắng nghe những âm thanh thay đổi từ tiếng bíp phát ra từ nó khi di chuyển trên bầu trời. Điều này khiến cho các nhà khoa học suy luận rằng nếu bạn có thể tính toán được vị trí của một vệ tinh khi bạn ở dưới mặt đất, cũng có nghĩa bạn có thể đảo ngược lại quá trình bằng cách sử dụng vị trí đã xác định của vệ tinh để tìm ra vị trí ở một nơi mà bạn không biết. Kết quả cho ra đời hệ thống định vị toàn cầu, hay còn gọi là GPS, và nó hoạt động đơn giản hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Tất cả là nhờ có một trong những thứ này. Công nghệ bùng nổ đã dẫn tới hệ thống định vị GPS thực sự trở thành một kim chỉ nam. Nhưng đó không phải là một thiết bị cố định thời gian, mà nó chứa một chiếc đồng hồ nguyên tử, thiết bị đo thời gian chính xác nhất. Ví dụ, nếu tôi đặt một chiếc đồng hồ ở thời điểm vụ nổ Big Bang xảy ra và để nó chạy, chúng ta sẽ biết kỷ nguyên của vũ trụ trong vài ngày. Giờ đây, nếu so sánh nó với một chiếc đồng hồ thạch anh, ta sẽ thấy nó chạy chính xác hơn. Những chiếc đồng hồ nguyên tử có vai trò quyết định tới hệ thống GPS, bởi vì bước đầu tiên trong việc xác định vị trí của bạn là sử dụng một vệ tinh để biết chính xác nơi nó ở đâu, và sau đó cách tốt nhất là đo thời gian. Mỗi vệ tinh GPS phát ra một tín hiệu với một đặc trưng về thời gian. Nó truyền tín hiệu chỉ trong tích tắc để có thể tới bộ phận thu GPS ở trái đất.
Khi nào tín hiệu đến, đồng hồ của bộ thu tín hiệu sẽ tính toán xem độ trễ trong thời gian truyền tín hiệu là bao lâu. Đo được độ sai lệch thời gian giữa hai thiết bị này đồng nghĩa với việc có thể tính được sẽ mất bao lâu để đi đến một nơi nào đó, và nơi đó cách vệ tinh bao xa. Máy thu nhận GPS không chỉ làm điều này với một vệ tinh mà tính toán cho ít nhất 4 vệ tinh. Để tính toán các vệ tinh cách một điểm bao xa, máy thu tín hiệu sẽ tạo ra những khối cầu khoảng cách xung quanh bạn. Và nơi chúng giao nhau là vị trí của bạn. Có tất cả 31 vệ tinh GPS. Và bạn càng kết nối với nhiều vệ tinh, việc đọc vị trí của bạn càng chính xác. Điều này có nghĩa, dù bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, GPS có thể chỉ ra vị trí của bạn trong khoảng cách vài mét. Nhưng GPS cũng có thể nói cho chúng ta biết tương lai của các hành tinh sẽ như thế nào. Núi Usu ở Nhật Bản là một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất đất nước Nhật Bản, nhưng nó cũng là một quả bom hẹn giờ, bởi vì trong quá khứ, nó vốn là một ngọn núi lửa. Bất cứ hoạt động núi lửa nào ở đây thường bị coi như là một báo động giả. Người dân địa phương thường bỏ qua điều này và vẫn định cư ở đây. Nhưng vào tháng 3 năm 2000, núi Usu đã rung lắc kèm theo các cơn địa chấn lớn. Các nhà khoa học ra sức kêu gọi 16.000 cư dân bảo thủ nên đi sơ tán. Tôi vô cùng tiếc những thứ quý giá của mình, nhưng tôi đã quyết định để chúng ở lại. Những bức ảnh, những cuốn phim về các con tôi, chúng đều là những ký ức đẹp đẽ của gia đình tôi. Cơn địa chấn quả là một thảm họa khủng khiếp. Trong vòng vài ngày, một vụ phun trào núi lửa khổng lồ đã phun ra một lượng lớn tro bụi. Núi lửa đã phá hủy một bệnh viện, trường học và hàng trăm ngôi nhà. Tuy nhiên, không có thương vong. Lý do là những nhà khoa học đã phát hiện ra nguy cơ này nhờ hệ thống định vị GPS. Đây là một trong những mạng lưới của trạm tín hiệu GPS xung quanh núi Usu, nơi đóng vai trò quan trọng trong việc cứu sống nhiều tính mạng. Trong suốt 48 giờ cuối tháng 3 năm 2000, khoảng cách giữa hai trạm này tăng lên 2 cm. Con số này dường như không nhiều. Nhưng đối với những chuyên gia về núi lửa, đây là dấu hiệu phản ánh những thế lực lớn đang hình thành ngầm dưới bề mặt trái đất và đưa họ đến quyết định sơ tán người dân. Nhưng những ngọn núi lửa không phải là thảm họa tự nhiên duy nhất tấn công Nhật Bản. Năm 2011, đất nước này đã bị tàn phá bởi trận động đất Tohoku. Nó là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản, gây ra một trận sóng thần cao tới 40 mét, cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người. Thật khó tin rằng nơi đây đã từng là một ngôi trường. Nhưng mặc dù bị tàn phá, trạm phát sóng GPS dưới mặt đất không hề bị phá hủy. Nó ghi lại chính xác trận động đất đã phá hủy mọi thứ nặng nề như thế nào. Giáo sư Usaku Ota là một trong những nhà khoa học nghiên cứu động đất và hậu quả của nó. Trận động đất đã làm cho ngoài khơi Nhật Bản dịch chuyển 5 mét về hướng đông. Bởi vì động đất dịch chuyển theo phương thẳng đứng, nên nó khiến đường bờ biển lún xuống 1,5 mét.
Hệ thống GPS có thể cho các nhà khoa học biết quá trình diễn ra trận động đất, nhưng nó không thể báo cho mọi người biết khi nào động đất sẽ xảy ra. Nó không thể đưa ra lời cảnh báo. Đó là những gì chúng ta thường nghĩ. Giáo sư Kosuke Heiki phân tích tín hiệu GPS không phải để xác định vị trí của mình. Ông đang cố gắng tìm hiểu tại sao sóng GPS lại dao động. Ông tiến hành đo số lượng tín hiệu GPS bị phá vỡ bởi các electron trong không khí. Nó được gọi là tổng electron, hay gọi tắt là TEC. Giáo sư Heiki đã nghiên cứu làm thế nào sau những trận động đất lớn, các sóng âm liên tục làm gián đoạn tín hiệu GPS. Nhưng vào những ngày sau trận động đất Tohoku, ông đã phát hiện ra một điều không thể ngờ tới. Đó là sự gián đoạn kỳ lạ trong các tín hiệu GPS trước khi động đất xảy ra. Tôi băn khoăn không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Liệu ông có thể cho tôi biết sơ qua những gì xảy ra khi không có động đất và khi có động đất? Chúng ta giả định đây là TEC. TEC ư? Đó là số lượng các electron trong tầng định ly ở 300 km phía trên trái đất. Và đây là thời điểm. Nếu không có động đất, nó sẽ có dạng như một đường cong mềm mại như thế này. Tại sao lại là đường cong mà không phải là đường thẳng? Đó là do sự di chuyển của vệ tinh GPS trên bầu trời. Nó là một loại chuyển động biểu khiến. Nghĩa là khi nó đi xuyên qua lớp không khí dày, nó sẽ tạo ra nhiều electron hơn. Khi trời quang, nó chỉ có vài electron, và sau đó một lần nữa, nó lại vượt qua một lớp dày. Nhưng đó là trong trường hợp không xảy ra động đất. Và nếu có một trận động đất, ví dụ như ở đây. Đó là động đất sao? Đúng vậy, chính là động đất. Nếu bạn quan sát đường cong thông thường khoảng một giờ trước khi động đất xảy ra, thì sẽ thấy có một sự gián đoạn gây ra bởi sóng âm. Dường như nó xảy ra ở đường cong này bởi vì nó cao hơn cây cũ. Đúng vậy. Thật kỳ lạ, khi chuẩn bị có một trận động đất thì đột nhiên sẽ có nhiều electron trong không khí. Đúng vậy, đó là một hiện tượng hết sức kỳ lạ. Người ta cho rằng trong quá trình chuẩn bị xảy ra động đất, các năng lượng sâu dưới lòng đất bằng cách nào đó đã làm lượng electron tăng cao trong không khí, nguyên nhân làm đứt đoạn tín hiệu GPS. Và giáo sư Heiki cũng phát hiện ra điều này đã xảy ra trước một trận động đất khác ở Chile vào năm 2010. Đây là một khám phá rất có giá trị mà ở hiện tại các nhà khoa học cũng chưa thể lý giải được. Nhưng nó mang đến hy vọng rằng một ngày nào đó, vệ tinh GPS sẽ có thể dự báo được động đất để cứu sống nhiều mạng người. Trong suốt nửa thế kỷ, các vệ tinh luôn đứng trên đỉnh cao của những tiến bộ về công nghệ. Việc sáng tạo ra những thiết kế tên lửa đã thay đổi cách nhìn của chúng ta về hành tinh. Cách mạng hóa thông tin liên lạc và thậm chí biết chúng ta đang ở đâu. Nhưng giờ đây, trong những năm đầu của thế kỷ 21, công nghệ này đang trở nên đơn giản và linh hoạt hơn rất nhiều. Các vệ tinh không chỉ phục vụ cho những chính phủ và tổ chức lớn, mà nó còn phục vụ lợi ích của người dân. Tại đây, ở căn cứ không quân Vandenberg, một thế hệ vệ tinh mini mới đang chuẩn bị được phóng vào không gian. Bên trong phần đầu của quả tên lửa Delta này là 6 vệ tinh khối lập phương CubeSat. Chúng được sở hữu bởi hầu hết các trường đại học và sẽ tham gia hoạt động cùng với 40 vệ tinh khác đã đi vào quỹ đạo. Chúng làm mọi thứ từ đo mức sóng trong hệ thống năng lượng mặt trời để nghiên cứu vi khuẩn trong không gian.
Thật đáng ngạc nhiên, đất nước đứng đầu trong công nghệ vệ tinh CubeSat lại là nước Anh. Tại đây, các kỹ sư đã sáng tạo ra một trong những tính năng vô cùng hữu ích của vệ tinh. Ở đây chúng ta có một vệ tinh khối, nó có kích thước chuẩn là 10x10x10cm. Một trong những chủ đề thu hút sự chú ý ở thời điểm này là những mảnh vỡ vũ trụ. Có rất nhiều mảnh vỡ vẫn đang trôi nổi trong vũ trụ. Chúng là những mảnh vỡ từ những vệ tinh cũ hoặc là một phần còn sót lại của những vụ phóng vệ tinh. Nếu những vệ tinh khối này có thể dính chúng vào, mở các cánh mặt trời ra, kéo chúng trở lại quỹ đạo rồi đốt cháy chúng một cách an toàn. Và điều này có nghĩa chúng ta đang làm giảm rác thải vũ trụ. It means we're decluttering space. Các vệ tinh CubeSat có giá ít hơn hàng trăm lần so với vệ tinh thế hệ trước. Nhưng các kỹ sư vệ tinh đang thử nghiệm cách tạo ra những vệ tinh nhỏ hơn, rẻ hơn, nhưng tinh vi hơn, gọi là vệ tinh siêu nhỏ. Họ muốn chúng chỉ nhỉnh hơn những chiếc điện thoại thông minh. Trong tương lai, những vệ tinh sẽ ngày càng cung cấp nhiều hơn. Chúng cho phép chụp ảnh, cung cấp thông tin và thăm dò tất cả các cấp độ liên quan đến cá nhân. Trải qua nửa thế kỷ, các vệ tinh đã thay đổi cách chúng ta quản lý cuộc sống. Nhưng bây giờ, chúng ta cảm thấy giống như đang ở trên một cái bệ phóng của cuộc cách mạng vệ tinh lần thứ hai. Vệ tinh là một thứ máy móc sở hữu những khả năng có thể đáng ngạc nhiên hơn nữa. Kỷ nguyên của vệ tinh cá nhân đã bắt đầu. Động cơ chính sẵn sàng. 1, 0, phóng.